Nay em chạy xong con máy cắt chờ nhá. Con này điện 100V nhá. 100V đang xịt rửa xe đây. Thế này em đang chỉnh áp vừa phải nhá. Con này là rửa xe nước nóng nhá. Đây, dây mới em bấm rồi nhá. Súng mới bấm à. Anh em ơi. Cắt chơi lưu lượng nước chỉ có 7 lít trên phút thôi, nhưng mà áp lực cao nhá. Đấy, nếu mà để xa này xịt được khoảng 10 mét là thoải mái à. Đấy là nước nóng rồi đúng không ạ? Bật nước nóng nhá. Xịt mở tường thì ở đây ok ha. Đấy, em vẽ miết vào. Rồi, ngưng lại đây nè, kiểm tra máy. Tắt súng đi. Đấy, khi tắt súng mà. Rồi, cái này nút nào chạy đấy. Bật qua đây nước lạnh nào. Bật qua đây này nước lạnh nè, tắt này. Tắt này, tắt máy này. Bật này nước lạnh này, bật này nước nóng này ha. Nóng nhiều nóng ít. Nóng nhiều nóng ít này. Cái này là 0 độ này. Cái này 90 độ này. Ở bên này. Nó hút ba cái hóa chất. Hóa chất hút nhiều ít này. Ha. Hóa chất hút nhiều ít đây, mở nắp ra coi. Đây ha. Đây. 98 bar nha. 98 bar. Sản xuất 1998. 98 độ C luôn. Đây ha. Rồi, quay phim như thế nào thì giao nguyên trạng như vậy nha bác ơi. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác. Ở đây súng đây ha. Đấy, anh em mà này, súng của Nhật hết nha. Ok nha. Bấm dây rồi, súng này chuyên nước nóng. Cái này là để cầm nước nóng được ha. Rồi. Đây, máy điện một pha là em đã chạy xong nhá. Đây. Máy điện một pha. Ok luôn. Rồi, điện một pha đã chạy xong. Bây giờ em đang thử con thứ hai đây. Con này là điện 380V ha. À quên, 220V nhá. Đây, dây 3 pha nhá. 3 pha này. Đây. 3 pha nhá. 3 pha thì đương nhiên nó mạnh hơn rồi. Đây, xịt tốt này, nước lạnh này, nước nóng này, 150 độ C này, pha hóa chất này. Mát con này 200 rồi nhá. Đây, xịt đây ha. Đây, súng này chơi nước nóng rồi. Đây, cái vẽ đâu bác em ơi. Rồi, xong hai con này rồi, em sẽ bàn giao cho các bác nhé.